Chào tất cả mọi người, hôm nay thì Tobot mình sẽ review món đó là ăn món bánh tráng trộn nha mọi người. Thì bây giờ thì Boss mình nó đã lên trên ghế nó ngồi rồi. Giờ thì mình sẽ cho nó ăn bánh tráng trộn nha mọi người. Đây, đây là dĩa bánh tráng trộn mình đã chọn sẵn cho nó. Tôm ơi. Nè. Bánh của con nè. Tôm mình thì rất là thích ăn bánh và ăn trái cây nha mọi người. Rau củ quả rồi và em nó đều ăn được hết. Ngon không Tôm? Ngon không con? Hả? Thêm nè, cho miếng nữa nè. Một ngày là nó có thể ăn hết một cả dĩa này luôn nha mọi người. Đang giữ tâm. Con review cho mọi người xem cách để con ăn bánh tráng coi. Nè, con ăn bánh tráng của con đây nè. Cách ăn bánh tráng như sao, con review cho mọi người xem coi nào. Ăn ngon người ta. Bỏ vô miệng, nhai. Rồi nuốt hả con? Có nhai không? Hay con múp búp xong rồi cho mì mà con nuốt vô. Một ngày ăn bao nhiêu cử nói cho mọi người nghe đi Tôm. Hả? Nè. Bình thường nó là phải đưa tới miệng nó mới ăn, chứ đưa xa xa là không giờ nó ăn đâu. Kiểu như hầu hạ sơn hào phải vậy, vô mặt vậy mọi người nè. Con thích ăn vặt lắm mà Tôm, con có ăn cơm không? Ngày ăn cơm vô cử hay ăn vặt không Tôm? Ăn hết chỉ này thôi nha, không ăn nữa nha. Ăn bánh tráng thôi cũng khỏi rồi. Ăn tráng xong có uống nước ngọt không Tôm? Ăn xong rồi nước ngọt uống hen. Tôm có người yêu chưa Tôm? Có người yêu chưa? Ăn vậy sao có người yêu cười được Tôm? Ăn như này người yêu thấy nó bỏ chạy 80 nhân cây số luôn. Rồi Tôm ăn hết dĩa rồi. Rồi con có đăng tìm kiếm người yêu được không? Hả Tôm? Nói cho mọi người nghe để mọi người tìm yêu cho con nè.
Đây con nói cô chú anh chị với lại các bác ở trên ấy kiếm cho con nè. Chứ ăn mà ăn giặt ăn kiểu này ai mà nuôi nổi con. À hai tỷ người yêu về con nuôi ha. À, sao con chịu không, không có lên lên bàn nha. Rồi con ăn xong rồi con chào tạm biệt mọi người đi, rồi hẹn mọi người cái clip sau con ăn món khác ha. Tôm con qua đây nè, nằm xuống ngồi xuống này qua nè, sờ xuống ngồi xuống đó rồi con liếm cái dĩa luôn đi, để liếm đi sạch để hồi rửa dễ nè, con đi rửa chén đi. Rồi chào tạm biệt mọi người, nếu người hay hãy cho Tôm một like và một lượt đăng ký nha mọi người.